Xin chào anh chị và các bạn, tôi Tony Ngọc đây. Hôm nay Tony Ngọc sẽ review những bất động sản còn lại ở phân khu Manhattan Glory. Nếu như video số 1 Tony Ngọc đã chia sẻ về phân khu Cầm Bao, video số 2 đó là những bất động sản ở trong cái cụm đường V3, đường D2A, đường M4 và đường Nguyễn Chính Long Phước. Và cái khu còn lại cuối cùng đó là thuộc cái vị trí Tony Ngọc đang đứng đây, là sẽ là trục V3 với Nguyễn Chính Long Phước và M2, nơi gần tòa nhà biểu tượng 45 tầng. Và tại vị trí Tony Ngọc đang đứng đây chính là cái quỹ đất trống ở phía trước màn hình anh chị và các bạn đang xem, đó là cái quỹ đất sau này sẽ xây dựng bến du thuyền của dự án. Và hiện tại công trình đang thi công nên Tony Ngọc không có tiện lại để xem trực tiếp, và sau này sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn những cái hình ảnh thực tế sau này, hoặc anh chị và các bạn có thể xem trên những cái video khác của Tony Ngọc thì mình sẽ biết được cái quy hoạch của cái bến du thuyền và vị trí của bến du thuyền. Và vị trí Tony Ngọc đang đứng đây chính là ngã ba giữa đường M2 và trục đường V3, và bắt đầu chúng ta sẽ đi từ đường V3 để lên đường M2 và sẽ đi tham quan tất cả những cái bất động sản ở trong cái quá trình đi. Nếu từ trục đường D2A hướng từ công viên 36 hecta xuống bến du thuyền thì phía bên tay trái đó là 23 căn biệt thự độc bản, và những cái bất động sản này có giá từ 4 triệu đô đến 5 triệu đô. Thì phía bên tay phải có nghĩa là hướng từ trục V3 đi ra đường Nguyễn Chính Long Phước, ngay tại tòa nhà biểu tượng 45 tầng của dự án. Những cái bất động sản như anh chị và các bạn thấy đây, đây là những cái bất động sản mặt tiền sông Tắc và mặt tiền đường V3. Và những cái bất động sản này có cái vùng giá nó khá là êm, nó chỉ rơi vào 1,8 triệu đô đến 2 triệu đô đối với những cái bất động sản mặt tiền đường V3 và mặt tiền đường sông Tắc. Và những cái bất động sản này nó sẽ có diện tích nó là 10 nhân với 20 và tùy vào từng bất động sản và tùy vào từng cái vị trí để có những cái mức giá. Nhưng nhìn chung những cái mức giá ban đầu khi chủ đầu tư mở bán đối với những cái bất động sản mặt tiền sông Tắc và mặt tiền V3 rơi vào 200 triệu một mét vuông. Còn phía trước mặt anh chị và các bạn đang xem đây là một mặt đó là trục đường V3, và mặt phía sau đó là mặt hồ Sen Súng để kết nối ra tòa nhà biểu tượng 45 tầng. Và những căn biệt thự đơn lập ở đây thì rất là thích hợp để vừa kinh doanh và vừa ở. Nếu như cái tầm giá của những căn biệt thự có diện tích là 200 đến 250 mét tại mặt tiền đường V3 có giá là từ 40 đến 45 tỷ thì những căn biệt thự đơn lập này nó chỉ có giá từ 30 đến 35 tỷ khi mở bán. Và hiện tại nhìn chung cái mức giá nó tăng trưởng là khoảng 10%. Còn phía bên tay phải của anh chị và các bạn xem đây, đây là đầu đường thì thông thường đó là những căn boutique villa, và bên trong đó là những căn shop house mà có mức giá là rẻ nhất dự án. Những căn shop house ở đây ban đầu mở bán thì có những căn shop nó chỉ có giá 11, 12 tỷ. Tuy nhiên khi bàn giao và quá trình giao dịch thì nó sẽ tăng trưởng lên 14 đến 15 tỷ. Và những căn shop house của phân khu The Manhattan Glory thuộc cái phân khu này là những căn shop house mà có bin lợi nhuận khá là lớn. Tại đây đó là cái quỹ đất để dành làm y tế theo như quy hoạch của dự án Vinhome Grand Park. Đối với trục đường M2 thì nó sẽ có những cái căn shop house phía sau của đường Nguyễn Chính Long Phước, đó là những căn shop house rất đáng để đầu tư. Ngoài ra đó là những căn biệt thự song lập, và những căn biệt thự song lập đấy thì cũng có vị trí khá là đẹp. Và đối với những cái vị trí như anh chị và các bạn đang thấy đây, phía trên đó chính là cái ngã ba giữa đường V3 và đường Nguyễn Chính Long Phước. Và tương lai thì sẽ mở một cái khu nhà phố thương mại đối diện với hướng di chuyển của Tony Ngọc đang đi đây. Và đối với nhà phố thương mại thì sẽ được triển khai mở bán vào tầm tháng 11. Thì những cái căn nhà phố thương mại thì nó có một cái hạn chế, đó là cái thời gian sở hữu thì chỉ được 50 năm.
và nó đặc biệt, nó phù hợp với những cá nhân của quốc tịch nước ngoài. Và Tô Đinh Ngọc sẽ đi thẳng ra đường Nguyễn Xí Long Phước để cho anh chị và các bạn thấy những cái bất động sản ở trên mặt tiền của đường Nguyễn Xí Long Phước. Đối với những bất động sản ở trên mặt tiền đường Nguyễn Xí Long Phước thì nó có hai loại hình. Một, đó là những căn biệt thự song lập. Hai, đó là những căn shop house. Và ba, đó là những căn boutique villa. Thì những căn shop house ở trên mặt tiền đường Nguyễn Xí Long Phước này thì có diện tích khá là lớn, đó là 8 x 22. Thì đối với diện tích 8 x 22 thì diện tích xây dựng nó rơi vào 698m, gần 700m. Thì những căn biệt thự song lập bên phía tay phải anh chị em và các bạn đang xem đây, thì những căn này khi mở bán thì có giá từ 33 đến 36 tỷ một căn. Tuy nhiên hiện tại cái mức độ tăng trưởng đã lên đến tầm 40 tỷ một căn. Và những căn biệt thự song lập này thì nó sẽ có diện tích là 8 x 25 và xây dựng một trệt hai lầu, tầng số 1, tầng số 2 cao 3,9m, tầng số 3 cao 2,4m. Và những căn biệt thự song lập này đặc biệt phù hợp làm những cái nhà hàng, những cái kinh doanh để phục vụ cho lượng cư dân của dự án và tòa nhà 45 tầng của tập đoàn Vingroup. Đối với tòa nhà 45 tầng này thì cái quy mô nhân viên tại đây lên đến 10.000 người. Và sau này thì những cái căn shop house này thì nó sẽ có cái vị trí và kinh doanh rất là tốt. Tại đây chính là cái hồ xuyên súng của trục đường M2. Và hồ xuyên súng này có độ rộng rất là lớn. Đối với hồ xuyên súng thì trong phân khu Manhattan Glory thì hồ xuyên súng ở bên trục đường M2 này nó lớn hơn ở bên trục đường M4 và M6. Và phía trước mặt chúng ta đó là những cái căn shop house. Những căn shop house này Tô Đình Ngọc đánh giá rất là cao, tại vì nó nằm ở cái khúc đường mà cái mật độ di chuyển rất là lớn, đó là tại góc ngã tư giữa đường D2A và đường Nguyễn Xí Long Phước. Và đối với những cái bất động sản này, đó là những cái bất động sản mà có mức độ tăng trưởng rất là cao, và đa phần những căn shop house này nó được mở bán theo hình thức ngoại giao. Như anh chị và các bạn cũng biết, cái hình thức ngoại giao đó là một cái hình thức mà không phải ai cũng làm được. Và tuy nhiên mua bán theo hình thức ngoại giao thì cũng tiềm ẩn khá là nhiều cái nguy cơ và cái rủi ro. Thì nhiều khách hàng của Tô Đình Ngọc chấp nhận là mình sẽ mua sau cũng được, đôi khi chấp nhận mua chênh 1 tỷ 2 tỷ cũng được. Và mình sẽ lựa chọn những cái điểm mua và những cái phương án mua nó phải an toàn. Và tại đây chính là ngã tư giữa đường Nguyễn Xí Long Phước và đường D2A. Tô Đình Ngọc xin phép kết thúc video. Nếu anh chị và các bạn đang xem cái video này, nhận được những cái thông tin nào hữu ích từ Tô Đình Ngọc, hãy giúp Tô Đình Ngọc chia sẻ cái video này để nhiều người được nhận hơn. Tô Đình Ngọc luôn biết ơn anh chị vì điều đó. Nếu anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tô Đình Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Tô Đình Ngọc. Tô Đình Ngọc xin chân thành cảm ơn.